Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút thứ sáu ngày 2 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Sôi động thị trường xe đạp, xe máy điện năm học mới. Tin quốc tế, Thái Lan nâng dự báo xuất khẩu gạo lên 8,2 triệu tấn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 2 tháng 8 tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Dự lễ phát động có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, chăm lo cho hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu đến trước tháng 9 năm 2025 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho 8.227 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo. Lễ phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 được tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, đồng thời kêu gọi vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với thông điệp triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, tại lễ phát động, đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tại lễ phát động, 24 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ hỗ trợ kinh phí góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 2 tháng 8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất. Để chủ động các biện pháp ứng phó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công điện số 06 về việc tập trung các biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người và chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong thực hiện phòng chống thiên tai. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các ngành, các địa phương chủ động tăng cường, đôn đốc kiểm tra, thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người và chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất. Đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết và tăng cường thời lượng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan đơn vị và người dân biết để thực hiện các biện pháp phù hợp để phòng chống, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất đá nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh có 354 trên 593 cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia còn hiệu lực, đạt tỷ lệ 59,7%. Trong năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá đối với 71 trường, tiến hành chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cho 70 trường, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 68 trường. Để đạt mục tiêu đến hết năm 2024, có 68% trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch kiểm tra, phấn đấu công nhận được ít nhất 147 trường. Ngành giáo dục đang tiếp tục ra soát, xác định đúng lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia theo từng năm trong giai đoạn 2021-2025. Việc đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn được xem là chìa khóa để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7 đến nay, thị trường xe đạp điện, xe máy điện đã nhộn nhịp trở lại. Bởi đây là thời điểm mà các bậc phụ huynh sẽ tìm mua một chiếc xe phù hợp với tài chính và nhu cầu sử dụng của con em mình cho năm học mới. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều cửa hàng đã nhập về hàng trăm chiếc xe với mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đối tượng khách hàng. Mỗi năm, các loại xe đạp điện, xe máy điện đều được cải tiến về kiểu dáng, chất liệu, tính năng mới hiện đại hơn. Vào cái dịp hè thì nó là cái thời điểm cao điểm nhất của lĩnh vực xe điện nói chung và cái xe điện đặc biệt là xe điện hai bánh dành cho các bạn học sinh chuyển đổi năm học từ cấp 2 đến cấp 3 cũng như từ cấp 1 đến cấp 2. Thì hiện tại những cửa hàng thì đang có thấy được cái lượng khách đến cửa hàng rất là lớn và cũng doanh thu thì cũng đã tăng trưởng hơn so với các thời điểm khác khoảng từ 4 đến 5 lần. So với đợt mọi năm thì năm nay có sội hơn một tí. Tức là học sinh đến mùa tựu trường này thì học sinh sẽ đi mua xe nhiều hơn. Để chuẩn bị cho năm học mới này thì cửa hàng mình nói chung là nhập xe về nhiều hơn so với ngày thường. Đối với xe đạp điện ấy thì sẽ phù hợp với các học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Thì học sinh sẽ đi phù hợp với lứa tuổi. Còn xe máy điện điều khiển thì bắt đầu với học sinh từ 16 tuổi trở lên. Từ giá thành từ 18 triệu 500 đến 19 triệu rưỡi thì khách hàng mua nhiều hơn. Gần đây, hành vi tiêu dùng của khách hàng đã có sự thay đổi. Họ quan tâm đến sự an toàn, tính minh bạch về nguồn gốc sản xuất của xe điện. Người mua đều tìm hiểu cũng như so sánh rất kỹ trước khi đưa ra quyết định mua xe. Khi mua xe, em có ưu tiên về vấn đề an toàn hơn, có đẹp và nhẹ nữa. Em muốn mua một chiếc xe đạp điện mà có nâng cấp về công nghệ, có định vị ở trên điện thoại. Em muốn mua xe máy điện ạ. Em để kiểu nó khỏe một tí để em đi học được, tại vì nhà em xa trường. Dự định của em là em muốn mua một chiếc xe giá từ 16 triệu đến 20 triệu ạ. Thị trường xe điện, xe đạp điện cho học sinh khá đa dạng, tạo điều kiện cho phụ huynh và con em dễ dàng lựa chọn. Tuy nhiên, phụ huynh nên chọn mua sản phẩm ở những cửa hàng có uy tín, xe có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chế độ bảo hành dài để đảm bảo an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, các gia đình trước khi mua xe cho con em nên trang bị đầy đủ cho các em những kiến thức liên quan để sử dụng xe điện hiệu quả và an toàn. Như vậy mới có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dừa đang vào vụ thu hoạch rộ, nguồn cung dồi dào nên giá quả dừa có xu hướng giảm nhẹ so với đầu vụ. Theo các thương lái thu mua dừa, hiện nay dừa tươi chủ yếu tiêu thụ trong nước. Do địa phương đang vào mùa mưa và mùa trái cây nên thị trường dừa tiêu thụ chậm hơn. Cùng với đó, dừa đang vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, chất lượng đi xuống do năm nay các vùng trồng chịu ảnh hưởng của hạn mặn làm cho giá dừa giảm. Nên là chắc là do vụ dừa ấy, vụ dừa có khi là ở đầu dưới nó rộ dừa nó nhiều dừa ấy, thì nó dạ xuống hạ xuống 1-2 nghìn thôi, nên là bọn chị cũng bán theo giá ở đầu dưới là hạ 1-2 nghìn, bọn chị cũng bán đắt ạ. Ở thời điểm hiện tại, các cửa hàng đầu mối bán dừa, giá quả dừa tươi bán sỉ cho quán cà phê quán nước đang ở mức 18.000 đồng một quả, giảm 2.000 đồng một quả so với đầu vụ. Dừa tươi bán lẻ cho khách hàng đang dao động ở mức 20-25.000 đồng một quả, giảm từ 2-5.000 đồng so với đầu vụ. Các sản phẩm làm từ dừa như thạch dừa giá 25.000 đồng một quả, nước dừa đóng nguyên chai giá 20.000 đồng một chai. Bảng nữ giai đoạn 2 vòng chung kết xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 11 năm 2024. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao Lào Cai phối hợp tổ chức. Bảng nữ giai đoạn 2 năm nay gồm 9 đội bóng chuyền nữ thuộc các câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 9 quốc gia tham gia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 9. Kết thúc đấu vòng tròn, 4 đội tốt đầu vào thi đấu vòng chung kết. Đội hạng 1 gặp đội hạng 4 và đấu trận bán kết 1. Đội hạng 2 gặp đội hạng 3 thi đấu trận bán kết 2. Hai đội thắng ở trận bán kết 1 và 2 sẽ vào thi đấu trận chung kết. Hai đội thua ở trận bán kết 1 và 2 sẽ thi đấu trận tranh hạng 3. Lễ khai mạc giải dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2024. Bế mạc vào ngày 17 tháng 11 năm 2024, ngay sau khi kết thúc trận chung kết của giải.
Tất cả lễ khai mạc, bế mạc và các trận đấu được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai. Các trận thi đấu chủ yếu diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ để tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo người dân, cán bộ trên địa bàn tỉnh đến xem và cổ vũ cho giải. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành du lịch tỉnh Lào Cai đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, giới thiệu, quảng bá thông tin cho du khách tham quan trên địa bàn tỉnh. Trong đó có triển khai vận hành, quản trị trang web thông tin du lịch thông minh Lào Cai Tourism và app du lịch Lào Cai. Theo đó, các thông tin về hoạt động du lịch được các cán bộ có chuyên môn thuộc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh lựa chọn, thẩm định và biên tập phù hợp với yêu cầu tôn chỉ mục đích, phù hợp với loại hình hoặc lựa chọn liên kết thông tin các kênh du lịch tin cậy để tích hợp giúp người dùng có những lựa chọn khác nhau cho mình. Chúng tôi tích hợp cái tư vấn online 24/7. Đó là khi mà bạn vào cái trang Lào Cai Tourism thì bạn sẽ có một cái liên kết với fanpage du lịch Lào Cai. Ở đấy thì chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn 24/7. Các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi thắc mắc nào về muốn tìm kiếm về thông tin du lịch Lào Cai thì sẽ được nhân viên của trung tâm trả lời. Thực hiện cái việc chuyển đổi số cũng như là cái việc giao tiếp trên môi trường mạng ấy, thì là những cái tính năng tiện ích trên cổng nó phục vụ một cách rộng rãi và rất là thuận lợi cho các địa phương và khách du lịch. Thông qua trang web và app du lịch Lào Cai, du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về địa chỉ điểm du lịch, dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Theo đó, các chủ cơ sở có cơ hội tốt tiếp cận thu hút du khách đến với dịch vụ của mình. Thông qua các app và đặc biệt là qua Lào Cai Tourism thì là một trong những trang mà chính thống của tỉnh Lào Cai, thì là có độ tin cậy nhất định và người dân là đa phần là khi đến với nhà hàng là đều có nói là để tìm hiểu nhà hàng qua trang web đó. Để ngày càng phát triển với xu thế hiện đại, tới đây trang thông tin du lịch Lào Cai có thể sẽ tích hợp nhiều tính năng thông minh như trí tuệ nhân tạo và củng cố cơ sở dữ liệu để đáp ứng với thời cuộc. Thời gian tới là nếu muốn nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa thì buộc phải một là cải tiến những cái chức năng hiện đã có, hai là đưa thêm những cái tính năng thông minh vào, những tiện ích thông minh vào để nó đa dạng phong phú và thêm nhiều lựa chọn cho người dùng. Trang thông tin du lịch Lào Cai cũng tích hợp tính năng chuyển đổi ngôn ngữ tự động để khách du lịch nước ngoài truy cập và khai thác thông tin hiệu quả. Người truy cập cũng có thể tham khảo trực quan thông tin một số tour, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn thông qua hình ảnh 3D, ảnh 360 độ trực tiếp trên cổng trước khi lựa chọn tour. Trong 6 tháng đầu năm, trang thông tin du lịch Lào Cai đã đón hơn 113.000 lượt truy cập và hiển thị tìm kiếm từ trước đến nay là trên 3 triệu lượt. Luật đường bộ năm 2024 vừa được thông qua quy định về hoạt động đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ, trong đó quy định về vận tải hàng hóa từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cụ thể như sau. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô gồm thực hiện điều hành phương tiện và lái xe hoặc quyết định giá cước để vận tải hàng hóa, tổ chức khám sức khỏe cho người lái xe và sử dụng người lái xe đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý điều hành và cung cấp dữ liệu về hoạt động vận tải theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về hậu quả mà người lao động, người đại diện của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô gây ra do thực hiện yêu cầu của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trái quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của người lao động, người đại diện của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô gây ra theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình, quả bưởi tươi được chính thức xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ngân hàng Thế giới đưa ra lộ trình thoát bẫy thu nhập trung bình. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Từ ngày 1 tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai triển khai khám ngoài giờ hành chính. Thời gian khám bệnh kéo dài đến 21 giờ mỗi ngày. Trong ngày đầu tiên đã có gần 200 bệnh nhân đến khám. Là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt tuyến cuối, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận lượng bệnh nhân ngoại trú khá đông, từ 8.000 đến 10.000 lượt mỗi ngày. Mặc dù đã mở cửa khám bệnh từ 5 giờ sáng, nhưng bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Việc bệnh viện chuyển sang khám ngoài giờ giúp người bệnh có thể chủ động sắp xếp thời gian,
có thể đặt lịch khám dễ dàng hơn và chọn được bác sĩ khám theo nhu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai đã lấy ý kiến và được đông đảo cán bộ tự nguyện đăng ký. Hiện đã có hơn 2.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đăng ký tự nguyện mở rộng khung giờ khám bệnh. Về chi phí khám chữa bệnh, bệnh viện đã gửi công văn lên Bộ Y tế, đề xuất có thể khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ. Sau thanh long và xoài, bưởi là loại quả tươi thứ ba của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc đã chính thức công bố trên website của cơ quan này quy định nhập khẩu đối với quả bưởi tươi từ Việt Nam. Theo đó, bắt đầu từ tháng 8 này, các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể xuất khẩu trái bưởi tươi sang thị trường Hàn Quốc, làm phong phú thêm các thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng, khẳng định uy tín và chất lượng, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Hiện cả nước có hơn 100.000 hectare bưởi với sản lượng hơn 900.000 tấn. Trong đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm. Diện tích trồng bưởi chiếm khoảng 32.000 hectare với sản lượng khoảng 370.000 tấn mỗi năm. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế, Nga và Belarus đã tiến hành trao đổi với Mỹ cùng 4 nước phương Tây tổng cộng 24 tù nhân qua quốc gia trung gian Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động này được các bên coi là cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất sau chiến tranh lạnh. Cụ thể, các đối tượng trao đổi của Mỹ, Đức, Ba Lan, Slovenia, Na Uy, Nga và Belarus đã được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng 7 máy bay, bao gồm 2 máy bay từ Mỹ và 1 máy bay từ mỗi nước Đức, Ba Lan, Na Uy, Slovenia và Nga. Sau khi tập hợp tại Thổ Nhĩ Kỳ, 8 người trong số này cùng 2 trẻ vị thành niên đi kèm được đưa đến Nga. Ở phía ngược lại, 16 người từ Nga cũng đã đến Đức và Mỹ. Trong phản ứng sau đó, Nga và Mỹ đánh giá cao cuộc trao đổi tù nhân này, đồng thời cảm ơn các nước đã hỗ trợ. Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận này không bao gồm việc trao đổi tiền và cũng không nới lỏng lệnh trừng phạt nào để tạo điều kiện cho thỏa thuận. Ngân hàng Thế giới WB cho biết hơn 100 nước có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và không thể trở thành quốc gia giàu có, đồng thời công bố một lộ trình toàn diện để đạt được trạng thái thu nhập cao. Trong báo cáo Phát triển Thế giới năm 2024, WB cho biết các nước thường rơi vào bẫy này khi đạt khoảng 10% GDP bình quân đầu người hàng năm của Mỹ, tức khoảng 8.000 đô la Mỹ hiện nay và rất khó để vượt qua. Chuyên gia của WB cho rằng mục tiêu thịnh vượng kinh tế toàn cầu sẽ quyết định chủ yếu ở việc các nước thu nhập trung bình có thoát khỏi bẫy hay không, đồng thời kêu gọi cách tiếp cận mới. Theo đó, các nước trước tiên cần tập trung vào đầu tư, sau đó tiếp nhận công nghệ mới từ nước ngoài và cuối cùng là áp dụng chiến lược ba mũi nhọn cân bằng giữa đầu tư, tiếp nhận và đổi mới. Nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường chính là Indonesia và Philippines, cũng như đồng bạc suy yếu, hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan đang gặp thuận lợi. Dữ liệu của Bộ Thương mại Thái Lan vừa công bố cho thấy xuất khẩu gạo trong nửa đầu năm đạt 5,08 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, xuất khẩu gạo cả năm sẽ đạt 8,2 triệu tấn gạo với giá trị 160 tỷ bạt, tương đương với 4,5 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn 6,5% so với lượng gạo xuất khẩu năm ngoái. Bộ Thương mại Thái Lan cũng có kế hoạch tăng cường quan hệ và mở rộng thị phần gạo tại các thị trường trọng điểm như Nam Phi, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Philippines. Thủ tướng Trung Quốc đã kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để kiểm soát lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của bão Kemi. Phát biểu khi thị sát thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nhấn mạnh cần đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông yêu cầu cần nhanh chóng khôi phục hệ thống đường, điện, viễn thông và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Ngoài thành phố Sâm Châu, ông Lý Cường cũng thị sát một số nơi khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Kemi. Đến nay, mưa lũ dữ dội do tàn dư của bão Kemi đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 35 người mất tích tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Thành phố Tư Hưng thuộc tỉnh Hồ Nam là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa kỷ lục 645mm trên ngày ghi nhận từ ngày 26 tháng 7. Bão đã ảnh hưởng tới gần 90.000 người, phá hủy khoảng 1.400 ngôi nhà và hơn 1.300 tuyến đường.
Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 2 tháng 8 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Khu du lịch Bắc Hà, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.